trò cưng thầy Park lọt vào tầm ngắm của loạt đội bóng Indonesia. Hậu vệ Vũ Văn Thanh đang được nhiều đội bóng ở giải vô địch quốc gia Indonesia quan tâm chiêu mộ. Theo nguồn tin từ hãng truyền thông Bola, nhiều câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Indonesia, Liga 1, đang lên kế hoạch chiêu mộ các ngôi sao Đông Nam Á để hướng đến giai đoạn 2 của mùa giải 2023-2024. Chính sách tăng hạn ngạch cho các cầu thủ nước ngoài trong khu vực ASEAN được áp dụng ở Liga 1 cũng tạo cơ hội để nhiều ngôi sao Đông Nam Á lựa chọn cập bến giải đấu này. Trước tình hình đó, trang Bola xác nhận, hiện Văn Thanh đang được nhiều đội bóng lớn ở Liga 1 quan tâm. Không thể đánh giá thấp tiềm năng của các tuyển thủ Việt Nam. Thực lực của họ không hề kém cạnh các ngôi sao Thái Lan ở cấp độ Đông Nam Á, một trong những ngôi sao mà các câu lạc bộ tại Liga 1 đang quan chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng này chính là Vũ Văn Thanh. Chơi ở vị trí hậu vệ phải, Văn Thanh giỏi trong cả việc tấn công lẫn phòng ngự. Hậu vệ trụ cột của tuyển Việt Nam hiện đang thi đấu nổi bật trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ 27 tuổi này đã có rất nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với trình độ không thể nghi ngờ của Văn Thanh, anh đang là mục tiêu hàng đầu mà các câu lạc bộ tại Liga 1 nhắm tới. Trang Bola viết. Về phần Vũ Văn Thanh, kể từ khi chuyển sang khoác áo đội bóng ngành công an, anh vẫn đang chơi rất ấn tượng. Mới nhất, trong chuyến hành quân đến sân Pleiku của đội bóng của Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ gốc Hải Dương đã đóng góp tới 3 đường kiến tạo và giúp Công an Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm. Sau những màn trình diễn ấn tượng đó, Văn Thanh cũng được huấn luyện viên Chu Xi gọi lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.